nay mình sẽ làm clip này để chia sẻ với mọi người những cách mà có thể tăng thêm thu nhập khi đang ở Nhật nha, những cách hợp pháp nha. Thì tiếng Việt mình hay còn gọi đó chính là nghề phụ hay là nghề tay trái. Thì trong clip này mình sẽ làm về 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là những cái quy định nào liên quan đến mà việc là bạn có làm được cái nghề phụ hay không. Cái nội dung thứ hai đó là về cái thu nhập bao nhiêu thì mình sẽ phải báo thuế. Và nội dung thứ ba là những cách mà có thể làm cái nghề phụ, tức là tăng cái thu nhập hợp pháp nha. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về những cái quy định liên quan đến việc bạn có được phép là nghề phụ hay không. Thì bạn sẽ cần kiểm tra cho mình hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất đó chính là về quy định về visa, tức là visa của bạn có được làm nghề phụ hay không. Và nội dung thứ hai đó là quy định về của công ty bạn đang làm. Thì quy định về visa thì mình sẽ điểm qua từng cái visa một nha. Thì đầu tiên đó chính là visa về solo, tức là visa về gym bưng và ghi dịch sự. Thì cái visa này bản chất các bạn được làm nghề phụ nếu như mà cùng nội dung với cái visa của mình. Tức là ví dụ các bạn đang là visa phiên dịch, các bạn cùng làm công việc phiên dịch, ok. Hoặc các bạn đang làm kỹ thuật liên quan đến IT, các bạn cùng làm cái nghề phụ liên quan đến IT thì cũng ok nha. Đối với các bạn thực tập sinh thì theo quy định là các bạn thực tập sinh không được phép làm nghề phụ. Tức là bởi vì các bạn thực tập sinh là chỉ được làm cái công ty mà các bạn đang làm thực tập thôi. Tuy nhiên các bạn có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách mà không mang tính siêu lô, tức là không mang tính lao động. Thì những cái thu nhập này thì có thể nó không được nhiều lắm, thế nhưng mà cũng là những cái nguồn thu nhập ngoài. Và mình đã gọi điện xác nhận với cục xuất nhập cảnh nha. Mình đã gọi trực tiếp đến Niêu Cảng xác nhận xem cái thu nhập như thế này thì có được chứng nhận không. Thì Niêu Cảng đã ok. Thì cho nên là mình sẽ giới thiệu ở phần sau với clip này là cách tăng thu nhập phù hợp với mọi loại visa nha. Thì mình tiếp cái phần 1 trước đã. Đó. Còn với những bạn du học sinh thì các bạn là du học sinh rồi và các bạn được bài tổ được tiếng Nhật gọi là kakemochi đó, tức là làm 1-2-3 bài tổ. Không sao, chỉ cần các bạn không vượt quá 28 tiếng một tuần là ok nha. Và tránh làm những cái bài tổ mà bị cấm nha. Ví dụ như là làm ở quán bar các thứ là bị cấm đó, các bạn chú ý nha. Rồi, thì đấy là vấn liên quan đến visa. Thế thì trường hợp visa của các bạn không được làm nghề phụ thì sao? Ví dụ như bạn thực tập sinh chẳng hạn. Ví dụ bây giờ đang làm công ty chính này nhưng mà công ty hết việc do ảnh hưởng của dịch chẳng hạn. Đó mà các bạn muốn đi làm vai tổ chẳng hạn thì các bạn sẽ phải xin thêm cái gọi là cái lao động ngoài tư cách đó. Thì cái lao động ngoài tư cách này thì để xin thì các bạn sẽ phải lên Niêu Cảng nhé, xin cái mẫu giấy và trình bày cái lý do thì sẽ xin được là cái lao động ngoài tư cách. Thì thường là ví dụ nếu mà việc bên này ít mà nếu mà trong do dịch thì có thể cục sẽ chấp nhận cho mình làm cái nghề phụ. Thì với những bạn hoặc là những bạn mà đang visa gym bưng mà công ty cũng hết việc ít việc và muốn đi làm những công việc lao động chân tay đơn giản chẳng hạn, thì thực ra công việc lao động chân tay đơn giản thì sẽ là không đúng với cái tư cách lưu trú của bạn đúng không? Các bạn cũng phải xin cho phép là được làm ngoài tư cách lao động thì các bạn sẽ được làm nha. Đó là phần visa. Thì phần thứ hai đó là phần quy định của công ty. Thì quy định công ty các bạn kiểm tra cho mình cái Silvio Kisoku, tức là cái nội quy công ty nha. Thì nhiều công ty họ sẽ cho phép làm ngoài, tức là phụ tự do là ok. Nhưng mà có những công ty họ sẽ ghi là Kinsi luôn. Thì thường là công ty là không cho phép đúng không? Tuy nhiên thì nếu như các bạn mà làm không được công ty biết thì vẫn không sao. Mình nói đùa vậy thôi chứ. Nhưng mà cũng, nếu mà khi làm thì người ta chú ý là không được ảnh hưởng đến cái công ty chính, cái công việc chính của các bạn, dự làm ngoài cái giờ lao động của công ty chẳng hạn. Và thứ hai là không ảnh hưởng đến sức khỏe chẳng hạn. Đó. Và thứ ba là thu nhập, các bạn khống chế thu nhập không quá cao thì cũng sẽ là không sao. Bởi vì thực ra bản chất nếu như visa của bạn cho phép thì các bạn làm cái nghề phụ này cũng sẽ là không vi phạm pháp luật, là ok nha. Rồi, thì cái phần số 2 mình sẽ nói được chính là thu nhập bao nhiêu thì sẽ không mất thuế. Thì theo quy định là các bạn có thu nhập dưới 20 man một năm thì các bạn sẽ không phải khai thuế. Cho nên là tốt nhất là nên khống chế cái thu nhập nghề phụ của mình dưới 20 man. Còn nếu mà vượt trên 20 man thì các bạn sẽ phải khai thuế. Thì khai thuế sẽ có hai cách. Cách 1 đó là nộp cho cái công ty các bạn đang làm chính vào niêm mắt sự sơ xê cuối năm thì công ty sẽ kê khai và tính lại thuế cho các bạn. Còn đấy là nếu công ty cho phép. Còn nếu như ví dụ có những công ty không cho phép mà các bạn làm bí mật chẳng hạn thì các bạn nên tự đi kê khai thuế, tức là các cử tế xin cúc cự nha. Nhưng mà rồi công ty cũng sẽ biết thôi, nên là tốt nhất là nên show down công ty trước là tôi bây giờ tình hình công việc của công ty ít quá và tôi muốn làm thêm một chút thì có sao không chẳng hạn. Như vậy thì cũng không vấn đề gì đúng không? Rồi giờ mình sẽ đến cái phần là những cách có thể tăng được thêm thu nhập. Cái phần này đầu tiên mình sẽ giới thiệu đó chính là với mọi loại hình visa kể các bạn thực tập sinh có thể làm được.
Thì thực ra đây cũng chỉ là lý do mình làm clip này, bởi vì mình thấy là có một cái chương trình campaign rất là hay của bên FBI mà mình mới nhận được email. Thì bên FBI tức là bên chuyển tiền ấy, các bạn nào mà đang thực tập sinh chắc hầu như đều nghe đến rồi đúng không? Khi mà mình muốn làm giảm thuế, các bạn sẽ phải gửi tiền về Việt Nam đó, để chứng minh là các bạn đã gửi tiền về cho người nhà và để làm giảm được cái thuế thu nhập của các bạn theo hàng năm đúng không? Và mình cũng có cái thẻ này rồi. Thì FBI đang có một cái campaign là từ mùng 1 tháng 5 cho đến 31 tháng 7 năm 2021, là nếu các bạn tham gia làm cộng tác viên giới thiệu người làm thẻ cho FBI thì người đầu tiên sẽ được là 500 yên. Còn từ người thứ hai trở lên sẽ là được 1.000 yên. Tức là bạn của bạn chỉ cần làm thẻ thôi là bạn đã có 1.000 yên rồi. Đó, rất là dễ luôn. Thì nhưng mà ví dụ các bạn giới thiệu 20 người thì là người đầu tiên là 500, thì 19 người sau là 1.000, tức là 1.900 cộng 500 sẽ là 1.900 trên 500 yên, đúng không? Và nếu mà cái bạn mà được bạn giới thiệu ấy mà có giao dịch, tức là chuyển tiền qua FBI, thì các bạn sẽ được nhận thêm 1.000 yên trên một giao dịch lần đầu nữa. Đó, tức là ví dụ như bạn giới thiệu 20 người và 10 người chuyển tiền thì là bạn sẽ được thêm 1 man nữa, là 2 man 9 sen 500 yên, đúng không? Nếu 20 người đấy cùng chuyển tiền luôn sẽ được thêm 2 man, tức là 3 man 9 sen 500 yên, đúng không? Thì thu nhập không phải là quá cao nhưng cũng là một số tiền đáng kể cho các bạn thực tập sinh, đúng không? Trong cái mùa dịch như thế này thì cách thức tham gia rất là dễ thôi. Các bạn chỉ cần nhắn tin với quý pháp này CSKH này, cộng tác viên này, gửi đến fanpage của họ thôi. Họ chỉ giới thiệu là họ giới hạn số lượng giới thiệu tối đa là 20 người thôi. Cho nên là mình đã xác nhận với cục và nói là cái chương trình này là không mang tính solo đó, và nó giới hạn số người nên thu nhập cũng không quá cao, thì các bạn thực tập sinh có thể làm được nha. Và đặc biệt là các bạn nhận không phải là tiền mặt mà là phiếu mua hàng nhé. Cái QUO card này bạn có thể mua sắm được Combini hay là siêu thị nha, rất là tiện lợi. Đây, dự mình vào Facebook nha. Đó, ấn vào Facebook của FBI này đó. Bạn hình như ông FBI gần ít Việt Nam này đó. Rồi các bạn vào đây, các bạn chỉ cần message Sushi gửi tin nhắn đến thôi. Đó, rồi đến đây thì các bạn chỉ cần gửi cái cú pháp như lúc nãy thôi nhé. F này, K này, H này, Việt Nam này, CSK cộng tác viên, đúng không? Đó, ấn với cú pháp này là bên họ sẽ có nhân viên tư vấn cho mình là mình phải làm những cái gì để làm cộng tác viên của họ. Thì mình cứ đăng ký tham gia đi, rồi mình có người mình giới thiệu thì mình sẽ có thu nhập nha. Rồi, đấy là cái cách mà ai cũng có thể làm được để tạo ra thu nhập nha. Cái tiếp theo là với những cái bạn mà nếu như có tiếng Nhật một chút mà các bạn muốn làm những công việc liên quan đến dịch thuật và di ngữ thì mình có một số trang như thế này. Cái trang đầu tiên mà mình có sự mê nhất đó chính là trang Contact. Các bạn nhìn thấy không? Contact. Trang này thì mình đã từng tham gia và đã từng nhận thu nhập ở đây. Cái hồi mà mình bị thất nghiệp các bạn ạ, mình ở nhà không có gì làm thì mình đã dịch cho cái lên trang này và tìm công việc dịch thuật. Thì mình dịch mỗi ngày, mình dịch cũng khoảng hơn một tuần đấy, thì mình cũng kiếm được khoảng hơn 10 man các bạn ạ. Đó, nên là rất là cách làm rất là đơn giản. Hồi mình làm ấy thì là cái trang này mới thành lập thôi, lúc đấy là chỉ có công việc không nhắc cự. Bây giờ họ đã phát triển, các bạn nhìn thấy không, có cả tech này, design này đó, rất là nhiều luôn đó. Thì cái trang này rất là dễ, các bạn chỉ cần tô đốc cự thôi. Các bạn nhìn thấy chứ, profile được tô đốc cự đúng không? Các bạn ấn vào đây nhé, profile được tô đốc cự này. Rồi mình có thể đăng ký tài khoản qua Google này, Facebook này, Twitter này đó, hoặc là nhập email của các bạn, username này, email này, mật khẩu, và xác nhận lại mật khẩu là các bạn có thể đăng ký được cái trang này. Thì khi mà đăng ký xong ấy, trang nó sẽ hiện ra những một loạt các list, những cái job, ví dụ như là họ sẽ yêu cầu các bạn dịch 500 từ tiếng Nhật sang tiếng Việt với giá là 2 man chẳng hạn đó. Thế các bạn sẽ obo ứng tuyển đấy và dịch thử một đoạn mẫu thôi chẳng hạn, thì họ sẽ chấp nhận ok là bạn bắt đầu dịch. Bạn cứ dịch và gửi kết quả trên web rồi luôn, chỉ cầm điện thoại thôi, gõ đó. Và sau khi họ xác nhận ok thì tiền sẽ về cái tài khoản Contact, thì bạn nhập cái thông tin tài khoản ngân hàng yêu cầu cũng được, họ sẽ chuyển khoản về cho các bạn, rất là đơn giản cái trang Contact này nha. Rồi tiếp theo, trang thứ hai mà mình cũng osusume cho các bạn đó chính là Crowdwork nha. Đó, trang Crowdwork này thì nó cũng khá là nhiều việc, và ngay cả ví dụ như công việc di mự Sagio nhé. Đó, ví dụ như các bạn nhìn thấy không, online di mự này, assistant này, đấy, một di càng 2 sen cà đà đó, rất là nhiều luôn đấy. Hoặc là data new đốc cự, tức là lên đây chỉ ứng tuyển, chỉ nhập liệu thôi, ví dụ một kênh là 10 yên chẳng hạn đấy. Thì có rất là nhiều công việc trên đây, thì chỉ có cả người Nhật cũng
làm rất nhiều, hoặc là design, những bạn mà biết về design hoặc IT chẳng hạn đó, hoặc là những người mà có khả năng IT thì có thể là homepage sắc cự C chẳng hạn, làm web đó. Thì vào đây là mình có phần là login này, à login đấy, thì nếu mà các bạn chưa có thì các bạn sẽ có này, Kain tố cự Mrio này đó, tố cự bằng cách là nhập email ở đây này, họ sẽ gửi link đến để login này, hoặc là đặt ký qua Facebook này, Yahoo này, Google đó, rất là nhiều cách để trang Crowdwork nha. Thì đây là những bạn mà visa dương bưng thì sẽ phù hợp. Một trang số 3 mình cũng thấy Osusume cho các bạn, đó là Lancer nhé. Trang Lancer này thì cũng có khá nhiều việc đây này đó, cũng cần giống với trang Crowdwork đó, có rất là nhiều, nhưng mà cũng mình thấy các job như là AEO khá nhiều, hoặc là IT đó, IT khá nhiều thì cái logo này, rồi tạo video này, hoặc là tạo web này đó, thì các bạn có thể lên đây và cũng đăng ký tài khoản nhé. Ví dụ Hanzi mê tí cái ấy đó, những người đầu tiên này, đầu tiên là sẽ bắt đầu từ việc là cái tô đốc cự này đó, trang này cũng giống trang kia, cũng là nhập email rồi tô đốc cự, rồi qua Google, Yahoo, Facebook đó, hai trang này giống nhau nha. Đó là ba trang mà các bạn có thể tạo cái nguồn thu nhập của mình bằng cách là đăng ký tài khoản và làm việc trên ứng tuyển công việc ở trên đây. Một cách nữa có thể tăng được thêm thu nhập cho các bạn, đó chính là các bạn có thể bán hàng nhé. Ví dụ như bán hàng qua Mercari, thì mình đã có clip giới thiệu về cách mà đăng ký tài khoản Mercari, các bạn có thể xem ở trong kênh của mình nha, hoặc là mình sẽ để cái link trong phần mô tả nha. Thì Mercari các bạn vào đây sẽ xem mình nha, đó rất là nhiều hàng, đa số là đồ cũ này, hoặc là cây trồng này đó, hoặc là đồ handmade. Thì các bạn có thể tạo thu nhập bằng cách nào, ví dụ như là các bạn đem những đồ cũ không dùng đến, đồng hồ, điện thoại, túi sách, rồi quần áo đó, mang lên đây bán đó, còn hơn là vứt đi là vừa phí đúng không. Ví dụ bạn lỗi mốt bạn không muốn dùng nữa, hoặc là dùng một hai lần thấy chán, hoặc là đem mặc chật đó, bạn bán trên đây cũng có thu nhập. Và cách thứ hai là trồng cây, lấy hạt giống gieo lên cây rồi bán cây giống chẳng hạn đó, hoặc là bán hạt giống qua đây cũng được. Hoặc là các bạn có thể làm đồ handmade, tự làm bằng tay, tự thiết kế khẩu trang, rất là nhiều người Nhật tự thiết kế khẩu trang bán như đây đó, handmade nhá. Ví dụ đây các bạn chỉ cần đồ handmade đây đúng không, đấy rất là nhiều người tự làm đồ handmade đây này đó, cũng là một cách khá hay để kiếm thêm thu nhập nha. Ngoài ra những cách khác nữa là các bạn có thể làm cộng tác viên cho những công ty dinh dai chẳng hạn, giới thiệu người cho họ và họ sẽ trả cái phí giới thiệu cho các bạn đấy, hoặc là có thể nhận cái công việc mà ký thẳng với một công ty làm cộng tác viên dịch, nhận tài liệu về dịch, hoặc là đi phiên dịch bán thời gian trong công ty nào đó vào cuối tuần chẳng hạn đó. Đấy là những cách mà chắc là ai cũng nắm được rồi, thì mình có giới thiệu qua về những cách mà tăng thêm thu nhập như vậy, hy vọng là mang lại hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích thì các bạn like và chia sẻ video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Nana nha. Cảm ơn. Bye bye.